Xin chào các bạn, chào mừng các bạn cùng đến với Tung Tăng TV. Các bạn đã thấy sau lưng của mình rất là đông đúng không? Mình đang ở Nhật Bản và đứng ngay tại công viên Ueno, một công viên vào mùa hoa đào nở rộ. Và cái thời điểm này thì hầu như khách du lịch đến rất là đông, và bản thân mình cũng tham gia vào cái quá trình để đi du lịch và có thể là lấy lại những shot hình cho các bạn cùng xem và biết tình hình tại sao khách thập phương về đây rất là đông. Các bạn có thể cảm nhận cái không khí xung quanh của khi mà chúng ta bước chân vào cái khu vực vườn hoa anh đào mà cả hàng nghìn cây như thế này, rất là đông luôn các bạn. Quá trình này thì chúng ta sẽ bước chân vào bên trong, và các bạn đừng quên đăng ký subscribe kênh YouTube của Tung Tăng TV để đón xem tất cả những cái thông tin mới nhất và những hình ảnh mới nhất có thể nhé. Bây giờ thì sẽ bước chân vào bên trong thôi. Ở phía sau rất là đông và mình cảm thấy hứng khởi luôn. Cái công viên này thì rất là tuyệt vời để cho các bạn có thể đến tham quan. Ok. Xin chào các bạn, chúng ta đang còn ở đất nước Nhật Bản, và đến Nhật Bản thì các bạn hãy ghé thăm và chụp hình cùng với hoa anh đào. Mùa xuân sang có hoa anh đào và mùa xuân sang có hoa đào anh. Còn bây giờ mình sẽ cùng với các bạn đi xem một cái công viên có hàng ngàn cây hoa anh đào và đúng mùa nó đang nở. Đó là công viên Ueno. Vào đây thì chúng ta chưa biết như thế nào, nhưng mà ở phía ngoài này thì mình cảm nhận là đã thấy rất là nhiều người rồi. Hoa nào đâu thì chưa biết, nhưng mà chúng ta sẽ đi vào nhìn người là chủ yếu. Ok, lên đường thôi, quay lại, lên đường thôi. Đấy, các bạn có thể thấy khách du lịch rất là đông trên đường. Và chúng ta sẽ phải qua bên kia đường để có thể đi vào khu vườn. Và phía xa xa thì các bạn có thể thấy rằng là hoa cũng mọc cũng khá khá đấy, màu trắng. Ok. Ở đây xe rất là lịch sự, hầu như là giơ tay xin đường phát là đứng lại luôn, không như ở quê hương chúng ta phi ầm ầm, xin đường hơi khó. Và bước từ phía bên ngoài vào bên trong thì các bạn đã thấy khách rất là đông rồi, khách ở khắp mọi nơi. Có luôn những tà áo dài của Việt Nam chúng ta này. Đấy. Không khí của tầm thời điểm mà hoa anh đào mọc tháng 4, tháng 3, tháng 4, cuối tháng 3, tháng 4 thì cái thời điểm này nó rất là lạnh. Hầu như các bạn vào để thăm vườn hoa anh đào thì mình nghĩ nên chuẩn bị cho mình những cái đồ áo ấm hoặc là áo phao, nó sẽ chịu lạnh tốt hơn. Khung cảnh ở phía bên ngoài rất là đẹp. Và chúng ta sẽ đi. Rồi, trước mắt chúng ta là một khung cảnh rất là đông. Rồi, hoa đây. Nếu còn chúng ta đi vào trong sâu luôn, bởi vì đây là một phía ngoài thôi. Bây giờ là cái thời điểm mùa hoa anh đào, cho nên là khách thập phương đổ về cái khu vực công viên Ueno này. Thấy người không là người, người lớn tuổi có, trẻ tuổi có, thậm chí trẻ con cũng có. Chúng ta đi ra ngoài này xem nào. Mình cũng là du khách, cũng là khách du lịch thôi, cho nên là vừa đi vừa nói chuyện với các bạn cho vui. còn sẽ có nhiều bạn nam hiểu hơn. Nhưng mà chúng ta đây là gọi là chia sẻ khi đi du lịch. Nhiều em bé nhỏ nhỏ xinh xinh, dễ thương quá. Những bạn nào con trẻ con người như người Nhật hay sao, dễ thương, rất là dễ thương. Rồi chúng ta sẽ tiến vào phía bên trong khu vực chính, sẽ phải đi bộ hơi nhiều. Thường thì vào nửa tháng 3 đến nửa đầu tháng 4 thì đó là cái thời điểm mà hoa anh đào nở nhiều. Và cái đặc trưng của hoa này thì nó nở theo cái thời điểm thôi, nên là rất ít cái cơ hội để anh em được ngắm. Hôm nay chúng ta sẽ đi ngắm chung với nhau. Thưa các bạn, Nhật Bản được biết đến với các mỹ danh như là đất nước mặt trời mọc, xứ sở hoa anh đào, xứ phù tang. Tên Nhật Bản được viết theo âm Hán, hai chữ Nhật Bản có nghĩa là gốc của mặt trời, và như thế có thể hiểu rằng đất nước mặt trời mọc. Nhật Bản nằm ở cực đông của châu Á, cho nên Nhật Bản cũng là nước đầu tiên nhìn thấy mặt trời mọc vào mỗi buổi sáng sớm. Ngoài ra, Nhật Bản còn có các mỹ danh xứ sở hoa anh đào bởi vì loài hoa này trải dài khắp dọc đất nước. Những cánh hoa thoát nở, thoát tan và người Nhật rất yêu thích, phản ánh tinh thần nhạy cảm và yêu cái đẹp. Quá đông luôn. Phù tang cũng là một trong những tên gọi khi nhắc tới Nhật Bản, và cây phù tang thực chất đó là cây dâu. Nhắc đến Nhật Bản thì ai cũng biết rằng xứ sở của hoa anh đào, một loài hoa chi mận mơ, có thân cây gỗ chiều cao có thể lên tới 10 đến 15 mét và tán rộng từ 5 đến 10 mét. Hoa có nhiều màu sắc như là màu trắng, màu hồng nhạt và màu hồng đậm. Và một đặc điểm rất khác biệt của hoa anh đào đó là tuổi xuân của hoa ngắn, chỉ từ 7 đến 12 ngày. Hoa nở rộ nhất vào mùa xuân, khi hoa nở cũng là mùa của sự thành công và sự khởi đầu của những nhiệm vụ mới trên đất nước Nhật Bản. Hoa anh đào biểu trưng cho cuộc sống của con người đối với Nhật Bản, và hoa anh đào đồng nghĩa với bản chất ngắn ngủi của cuộc sống. Hoa không héo như hoa hồng và hoa cố gắng bấu víu vào bầu hoa khi rụng xuống, mà hoa anh đào chỉ cần một cơn gió thoảng qua, cánh hoa sẽ nhẹ nhàng lìa cành. Ngoài ra, hoa anh đào còn tượng trưng cho cốt cách của võ sĩ đạo và biểu tượng văn hóa của người Nhật. Hoa anh đào còn có mùi thơm đậm đặc và cánh hoa mỏng manh tinh khiết. Chính vì vậy được người Nhật sử dụng làm trà để thưởng thức và giới thiệu cho du khách của mình biết đến văn hóa thưởng trà và văn hóa của con người Nhật. Trên thế giới đều gọi đất nước Nhật Bản là quốc gia của hoa anh đào. Chính vì điều đó mà nhiều người đã lầm tưởng quốc hoa của Nhật Bản đó chính là hoa anh đào, nhưng thực tế không phải vậy, mà quốc hoa của Nhật Bản đó chính là hoa cúc. Hoa anh đào được mọc khắp nơi trên đất nước Nhật Bản, và đâu đâu chúng ta cũng có thể thấy sự hiện diện của hoa anh đào và có thể ngắm nhìn nó một cách thỏa thích. Dường như đây chính là mảnh đất duy nhất trên thế giới có thể trồng được hoa anh đào, và vẻ đẹp của hoa anh đào được bừng sáng nhất. Cho nên tất cả các quốc gia trên thế giới đều yêu mến gọi Nhật đó chính là xứ sở hoa anh đào. Cũng có lẽ vì thế mà nhiều người cứ lầm tưởng hoa anh đào chính là biểu tượng quốc gia của đất nước Nhật Bản, mà quốc hoa thực sự của người Nhật đó chính là hoa cúc. Và lý do tại sao chúng ta lại thắc mắc là người Nhật không chọn hoa anh đào mà lại chọn hoa cúc? Đơn giản bởi vì hoa cúc là biểu tượng cho sự trường tồn vĩnh cửu, cùng với đó hoa cúc chính là sự biểu tượng cho sự phúc hậu, đầy đặn và bản chất tốt đẹp nhất. Và người Nhật Bản họ rất thích cái ý nghĩa của loài hoa này. Hoa anh đào có 3 màu và người Nhật Bản gọi là Sakura bởi vì tên của loài hoa này được đặt theo tên của một vị nữ thần. Tỉnh đầu tiên hoa anh đào nở đó chính là Okinawa và tỉnh cuối cùng đón hoa anh đào nở đó là Hokkaido. Vì vậy, nếu như bạn đến du lịch ngắm hoa anh đào thì hãy chọn lịch hoa anh đào nở để đi cho chính xác. Có một thông tin có thể bạn bất ngờ, nhưng thành phố được mệnh danh là thủ đô của hoa anh đào thế giới lại là Macon ở Mỹ chứ không phải là Nhật Bản. Cuối tháng 3, đầu tháng 4 là mùa hoa anh đào Nhật Bản nở rộ và thời điểm lý tưởng nhất để các bạn có thể trải nghiệm một nét văn hóa độc đáo và những buổi dã ngoại ngắm hoa anh đào còn gọi là Hanami. Vâng thưa các bạn, chúng ta đang còn lọt vào cái khu vực gọi hàng nghìn cây hoa anh đào tại Nhật Bản và sau lưng chúng ta du khách đi rất là đông. Thập phương luôn. Mình sẽ cùng với các bạn đi lạc vào phía bên trong và ngắm toàn cảnh xem ở đây các thứ như thế nào. Hầu như là khách du lịch thập phương có thể là ngồi dưới hoa anh đào ăn uống, sau đó là ở lại sinh hoạt luôn. Trong buổi Hanami, người ta thường đem theo vải, bạt để có thể picnic trải dưới cánh hoa và thưởng thức những đồ ăn, nước uống, vừa chuyện trò và ngắm nhìn những bông hoa anh đào xinh đẹp. Và do lượng người muốn chiêm ngưỡng hoa anh đào thường rất đông vào mùa hoa nở, vì vậy bạn cần nắm rõ những quy tắc để tránh gây phiền hà cho người dân bản địa. Quá trình ngắm hoa thì các bạn tuyệt đối không nên bẻ hoa, bẻ cành, ngắt hoa, khắc tên lên thân cây hay thậm chí là không trải bạt lên rễ cây. Cho dù bạn thích cảnh cánh hoa rơi, bạn cũng không nên rung cây hay treo đồ lên cành cây. Ngoài việc bị người khác nhìn với ánh mắt khó chịu thì bạn còn có thể đối mặt với nguy cơ bị phạt nếu cảnh sát hay bảo vệ bắt gặp. Tiếp theo đó là ý thức của chúng ta nên gom hết toàn bộ rác của bạn và bỏ vào đúng nơi quy định hoặc có thể đem về nhà. Việc vứt rác không đúng nơi quy định đó là phạm pháp và bị xem là hành động thô lỗ tại Nhật Bản mà du khách khi đi du lịch Nhật Bản cần phải lưu ý và tránh những hành động này. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi ngắm xung quanh các vườn hoa hàng nghìn cây này nhé. Bên này còn cả vườn nữa này. Đi không nổi luôn các bạn. Nhiều lắm. Chia tay với vườn hoa anh đào, chúng ta sẽ đi trải nghiệm những cái điều lý thú khác của Nhật Bản. Các bạn đừng quên đăng ký subscribe kênh YouTube của Tung Tăng TV để còn đón xem những cái video clip mới nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tạm chia tay với cái vườn hoa anh đào với hàng nghìn cây. Cảm ơn tất cả các bạn.